Bởi vậy Đức Thầy nói dương thế chuyện gì cũng có chuyện ra. Bây giờ cái thế giới này xảy ra cũng có chuyện ra nhiều chuyện lạ thường lắm. Cái chuyện hồi nào không có bây giờ nó có. Cái chuyện mà Đức Thầy cũng cho mình biết rồi, là chuyện thế giới chuyển ra như chóng. Trong thế giới này chứ Ngài không nói riêng nước nào. Bây giờ thế giới này rồi có chỗ Ngài nó hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn nữa. Bây giờ mới bắt đầu à. Rồi sau này á, vậy là cái thời gian đi dài dài, sau một ngày một diễn biến, một ngày một nặng, một nặng, một ngày một nhiều, một ngày một ít. Cái sự khổ này đó mà mình thấy đó, nó khổ não lắm. Bởi vì cái thời kỳ nó đến cái lúc chu kỳ nó như vậy thì mình nó ảnh hưởng mình cũng chịu, nhưng mà mình cũng thấy cảnh khổ rồi đâu an lòng đặng. Đức Thầy mới xong thiền ra cứu vớt sinh linh, miễn cho bá tánh nhẹ mình hết cơn bệnh tật, mà hết tinh đau tà. Là nói về cái này đó, cái năm thìn này đó, thấy từ Tết tới giờ trong nước mình thôi, và xảy ra nhiều cái chuyện lạ lùng. Như Ác mình trời đây nè. rồi nạn nước thình lình thì nó có ba cái điều kiện: một là trời, hai là Để đất, ba là người. Dông gió mưa mưa thấy nắng vậy đó, nó chịu mưa mưa ngập lụt. Rồi bây giờ nói hạn này kia hạn, nhưng mà rồi một lát ở ngoài biển sóng dầu vô cái rồi tràn lên, rồi nước mặn này kia nha, rồi cũng không có nước uống. Cái ách trời rất mau lắm, cái mái trời á, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thành chi như thể trên ba đường dinh nhục Phật rủi mà. là cái đức thầy hôm nay hữu duyên gặp được chú Chính để hỏi đạo đức. Chú Chính thì xét thấy thì cái năm thìn hôm nay thì thấy nó nhiều cái sự lạ, là chụp đất đồ nhiều chỗ và khô hạn đó. Thì hôm nay gặp được chú Chính thì mong chú Chính chia sẻ đạo pháp cho bà con xa gần nghe để cùng tu cùng tiếng. Nam mô A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật mười phương và Đức Thầy và chư thần. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thân ái kính chào tất cả đồng đạo nam nữ trẻ già trong nước ngoài nước và thân mến. Hôm nay cũng lâu rồi, bữa nay đủ duyên mới gặp chú Hà Nhân Vàng với chú Phan Nhân Tâm. Chú cũng nhờ là chia sẻ qua giáo lý Đức Phật Đức Thầy mà chú hỏi ơi, năm thìn này sao mà bắt đầu từ Tết tới bây giờ sao mà thế giới bên ngoài nó cũng chiến tranh, dịch bệnh, rồi bão lụt, thiên tai địa ách đủ thứ, nó khủng khiếp lắm quý vị ơi. Rồi nước ngoài á, còn nước mình cũng có nhưng mà nó nhẹ hơn nước ngoài, nó có là diễn biến là cái năm thìn này đó mà Đức Thầy cũng báo trước cho mình biết đó. Năm thìn, năm thiệt là rồng, nanh gút dễ dùng nổi lông đông, đói đau thảm khốc toàn lây thứ, chiến tranh thảm khốc toàn lây thứ, lo nổi đói đau giống lạc hồng. Đây là thầy báo trước cái năm thìn. Thì nói thìn tôi nói thìn thôi, nhưng mà không biết thìn này hay thìn sau nghe. Cái đó là tôi nói y nguyên văn của thầy thôi. Thành ra con rồng này đó, nanh gút dễ dùng nổi lông đông, tức là chỉ cho năm thìn này đó, nó nhiều cái biến chuyển đó. Mà Đức Thầy cũng nói chuyện việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho đặng giáng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước nước, là Đức Thầy đã ra kinh gia sa sám giảng kinh để chỉ dạy cho chúng sanh và tất cả tín đồ cũng rõ những cái lời chỉ dạy của Ngài trong kinh sám, mà để lo thức tỉnh hoài đầu cho sớm để ăn chay niệm Phật làm lành. Chứ cái con rồng này nó biến chuyển lắm quý vị ơi. Con rồng hiền, nhưng mà con rồng này chúng là con rồng hung rồi, nanh gút dễ dùng nổi lông đông mà, thấy không? Nó nói cái câu mà trả cái con rồng cái là nanh gút dễ dùng nổi lông đông, thì quý vị cũng biết là năm nay nó diễn biến qua nhiều cái chuyện là khổ sở cho chúng sanh, mà không phải trong nước mình đâu, là cũng toàn cả thế giới luôn nữa. Nhưng mà nói về đất nước Việt Nam mình thì nó được ân chứng của trời Phật, Việt Nam mình tu nhiều, thành ra cái tai nạn nó nhẹ nhẹ hơn nước ngoài dữ lắm. Đó, mình có một mà mấy nước ngoài tới 10 lần quý vị ơi. Thành ra Việt Nam mình có tu, thành ra ân trên cũng là cho mình là cái tai nạn nó nhẹ nhẹ thôi.
Còn nước ngoài nó khủng khiếp lắm, nó chiến tranh là chết chóc, nói bây giờ nó 100.000 người chứ không có nói 1-2.000 người nữa. Nó hổm rày là cả Gia Ga bây giờ gần 100.000 người đó. Thành ra bây giờ nói về Việt Nam mà nhẹ thôi. Nói về chết người thì nó ít, nhưng mà nói về nhà sập, tốc mái hoặc là hoa màu bị hư, rồi nước ngập lên. Đó, thành ra làm cho cái mùa màng thất bát thì đó là cũng cảnh khổ. Nước Việt Nam mình như vậy đó thì nó nhẹ hơn nước ngoài. Rồi Cà Mau lại khô nước. Đó, khô nước rồi đó là mấy chục cái nóc da đó nó sập xuống biển hết. Nó là thiệt hại là đài nó báo là khoảng 10 tỷ. Rồi bây giờ á, nói về với Long An nè, bây giờ nước có khô, nó còn với sông còn nhưng mà còn ít. Nước với sông còn ít, bởi nước nóng quá rồi cá chịu không nổi nó nhảy lên bờ nó chết, hai bên bờ trắng giả hết trơn. Thấy không? Đó là Long An, gần đây mình thôi. Đó, nhưng mà tôi khỏi nói bà con Bắc Đài cũng biết, nhưng mà nói lên đây để cho cái bà con cô bác, anh chị em nào bị mình mất công ăn chuyện làm, đi đồng bái rễ nương rồi ít có khi coi đài, thành ra nghe cái này rồi cũng thức tỉnh lại cuộc đời. Bây giờ Đức Thầy đã nói đó, chuyện biến chuyển thiên cơ rất cấp, biến chuyển là thay đổi. Thấy không, hồi đó giờ ở đây đâu có vụ mà thiếu nước. Đó, mà bây giờ xảy ra cái chuyện thiếu nước đó. Bên ngoài là yên ở vùng ngoài đó, Hà Nội đó, bây giờ là 119 cái hồ mà ta chứa nước đặng mà ta tưới lên rẫy người ta đó, bây giờ 119 cái hồ đó khô luôn. Rồi bây giờ dưới đáy hồ còn nước nẻ luôn. Rồi bây giờ cái sầu riêng của ta đó, nó có trái rồi, nhưng mà bị không có nước tưới. Bây giờ rụng á, đài nó báo nó cho hay là rụng 70%. Nếu cái thời tiết này kéo hết tháng 4 này rồi bị khô hạn, thành ra cái vườn sầu riêng ở vùng ngoài Yên Bái rồi đó là không có nước tưới nữa. Rồi bây giờ nó có trái cùm tay, bây giờ nó rụng 70%. Thì đây mà tới tháng 5 Tây đó, thì đài nó báo á, gần cuối tháng 5 á, mới có mưa. Bây giờ còn đưa khô hạn tới gần cuối tháng 5. Thì thành thử ra nếu trời mưa sớm á, thì nhân dân mình và cả thế giới nó được trở lại qua màu, được gỡ gạt được. Nếu không thì nó nắng đây tới gần hết tháng 5 thì Tây này thì những cái hoa màu miền Bắc là hư hại hết. Bây giờ nó không có nước tưới rồi, nó thiếu rồi, bây giờ trái non nó rụng hết 70% rồi. Thì thấy cái chuyện trong vòng nửa tháng đây là nó chết rồi, chứ không có tới mà tới cuối tháng này. Thành ra cái chuyện là có cái rủi ro mà cái bão lụt, cái hạn hán, rồi có chỗ thì như thiếu nước. Nó thiếu nước rồi các nhà mạnh thường quân người ta chở nước lại. Hừng sáng á, thì cái xe nước vô á, thì quý vị thấy coi, khoảng 20-30 cái chiếc xe Honda lại đó đang xin nước. Người nào chở 2 can, xe nào chở nhiều thì 3 can. Đó, rồi á, mình thấy á, cái dự thiếu nước này á, nó khổ hơn cái thiếu gạo nữa. Thấy không? Thiếu gạo á, thì bà con mình còn đi mượn chỗ này chỗ kia ăn được 2-3 ngày. Còn cái thiếu nước á, đâu có ai mượn nước ai được, ai cũng thiếu hết trơn rồi lấy gì mượn. Thành ra cái sự khổ này đó mà mình thấy đó, nó khổ não lắm. Bởi vì cái thời kỳ nó đến cái lúc chu kỳ nó như vậy thì mình nó ảnh hưởng mình cũng chịu, nhưng mà mình cũng thấy cảnh khổ rồi, đâu ăn lòng đặng. Đức Thầy mới xong thiền ra cứu vớt sinh linh, miễn cho bá tánh nhẹ mình hết cơn bệnh tật, hết tinh đau tà. Là nói về cái này đó, cái năm thìn này đó, thấy từ Tết tới giờ trong nước mình thôi và xảy ra nhiều cái chuyện lạ lùng. Nhưng mình đây nè, nói gì miền Tây mình thôi, đâu có vụ thiếu nước, mà đâu có vụ khô nước. Bây giờ Cà Mau thiếu nước rồi, cái là ở là Cần Thơ đây nè, sông nó cũng cạn nữa. Rồi ở Long An nè, sông nó còn chút xíu nước à. Rồi bây giờ cá nó nóng quá, nắng này cá nóng quá nó nhảy lên bờ nó chết là nó quay thấy là lền khên cá chân trắng giả cá.
Đó, rồi cái chuyện biến chuyển đó là nó thay đổi, biến chuyển tức là thay đổi nhiều chuyện lạ, hồi nào thì không có mà bây giờ có. Nó thành ra bây giờ rồi cái cờ đỏ mình đây hiện tại gần ở đây Cần Thơ nè, Cần Thơ cờ đỏ đây nè. Ngang cái xưởng gì đó, bây giờ cái đường á, cái quốc lộ người ta lớn lắm, bề ngang có mười mấy thước rồi. Cái lộ đó đó. Nhưng mà bây giờ nó nứt ra gần nửa đường rồi. Nó nứt bề ngang hẻ gì là trên một thước đất gì nè. Cái lỗ gì đó nó sâu xuống dưới là tới 141 cái thước ngoài tới vậy đó. Ông thấy dòm cái đường đó là lắc đầu luôn. Cái đường mà trắng nhựa như vậy đó mà không biết làm sao mà nó nứt ra vậy. Sập luôn hết chứ. Nứt rồi sập xuống. Yeah. Thành ra nhiều cái diễn biến nó mình thấy nó lạ là thường. Cái đó để khách đi được luôn hết chứ. Không, bây giờ chỗ đó cấm rồi, đâu có xe đi. Đi trên đường khác. Không có dám chạy cặp cặp với nọ, nó mới mé nó lỡ nè, bị nứt xa quá thước mấy nè. Thành ra chạy đó sợ nó đậm xuống dưới, nó sụp xuống dưới nữa. Thành ra cấm xe cho đó. Thành ra những cái chuyện nhiều khi cái nhà dưới Cần Thơ đó cũng có cái đó. Ba sập ba cái nhà. Nhưng mà cặp nó xong nhưng mà phải chi nó lỡ xuống á. Ha, cần gần xong thì nó lỡ ra thì nó phải rồi, nhưng mà không lỡ ra mà nó sụp xuống. Làm như ở dưới đất nó bọng vậy, nó sụp xuống 2 mét rưỡi. Người ta đo là ông đó ông cắt nhà cũng ngang mặt đường. Thành ra đo với cái đường với cái mức chụp đó là 2 mét rưỡi bề xuống. Thì thấy cái chuyện lạ thường không? Phải lỡ ra xong thì cái đó bình thường. Còn này không lỡ ra xong mà nó sụp xuống à. Thành ra thấy mấy cái chuyện lạ thường như vậy. Đó, bởi vậy Đức Thầy nói dương thế chuyện gì cũng có chuyện ra. Bây giờ cái thế giới này xảy ra cũng có chuyện ra nhiều chuyện lạ thường lắm. Có chuyện hồi nào không có, bây giờ nó có. Thành ra bây giờ cái nước mình đó là nhẹ nhẹ hơn các nước bên ngoài. Bây giờ dòm dưới bên ngoài nè. Mà Đức Thầy nó nói nè, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam bang cảnh khổ cũng bề kề bên tai. Thành ra cái chuyện á mà Đức Thầy cũng cho mình biết rồi, là chuyện thế giới chuyển ra như chóng. Trong thế giới này chứ ngài không nói riêng nước nào. Bây giờ thế giới này rồi có chỗ ngài nó hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng hơi thay muôn ngàn nữa. Bây giờ mới bắt đầu à. Rồi sau này á, vậy là cái thời gian đi dài dài, sau một ngày một diễn biến, một ngày một nặng, một ngày một nhiều, một ngày một lớn. Mấy lời thải cái đến là hơi thay muôn ngàn. Rồi ngài nói thêm là biết vậy sợ đi. Ngày sau nay đạo đức chẳng màng, không ai màng đạo đức hết á. Rồi sao vũ có thì ngàn có khó mua. Cái người mà tu hành rồi nữa, cái tới tai nạn rồi là mà cái người không tu lại đó đem bạc ngàn mua là đổi, người ta không đổi nữa. Vì người ta tu hành làm phước làm lành thì nhờ ân trên độ người ta khỏi qua tai nạn. Bây giờ ông đem lại tiền ngàn thì mua đổi cho người ta rồi lấy tiền vàng nó xài rồi đổi cái công tu cho người ta, ta đâu chịu. Nên Đức Thầy mới nói ngày nay đạo đức chẳng màng cái chuyện đạo đức làm lành lánh dữ làm phước, rồi người ta làm đó, rồi gặp cái tai nạn đó, rồi lúc đó đem lại tiền ngàn tiền muôn đổi, người ta không đổi nữa. Rồi sao vũ có tiền ngàn khó mua, rồi biển sông lặn lội hơn thua. Bây giờ mình lặn lội trong cái biển sông khổ này hơn thua cao thấp để làm danh lợi tình quyền thế đó. Mà Đức Thầy đó cho mình biết nè, thầy nói đừng ham làm chức nắc nia, ngày sau như khóa không chìa dân ôi nó. Bây giờ đó nó dồn vô cái nó khóa chìa khóa lại là cái chìa ổng nằm luôn, mình không đi ra không có được, không có cái chìa khóa mở làm sao đi ra, thấy không? Ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Thành ra cái cảnh đời này nó tan thương vô bể vậy đó quý vị ơi. Thành ra mình thấy như vậy đó thì thầy có khuyên mình đó, mau mau cái kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Chỉ có một hội này mà lập thân thôi, chứ không còn hội nào hết. Mà cái hội này đó, trời Phật xả tội cho mình là một. Điểm thứ hai là trời Phật được đền bù cho mình, ban phước cho mình. Đó. Mà giảng xưa có nói, thời mạt pháp trời Phật xả tù, niệm Phật một tiếng mà Phật bù cho 10 câu. Niệm có tiếng một là kể 10 tiếng đó. Được sống, còn không thì đây nó diễn biến nhiều cái hiện tượng. Tôi nói từ đây mà tới cái ngày mà thanh bình đó ha, nói đại khái thôi chừng 10 cái lựa. Cũng như bây giờ nói trước nhất là cái bệnh Covid nó lựa cái rồi đó, mà mình mai qua khỏi
Đây rồi 18 nước thế giới này nó đánh mà Biển Đông này, rồi nó ăn thôi mà nó thua, nó nhận nút rồi cái bom kinh khí nguyên tử hạt nhân này rồi đó. Thì đó thử cái khơi nó cũng chết. Rồi nào là 18 nước đó lựa ăn cái nè. Rồi qua liền 5 nước chật đàn lựa ăn cái. Rồi thập bát quốc chư hầu là 18 nước lựa ăn cái. Rồi tối trời tối đất lựa ăn cái. Rồi thú dữ cả muôn bày lựa ăn cái nữa. Rồi bệnh trời lựa ăn cái nữa. Thì lựa hoài lựa đây cho tới cái ngày hội long qua đó ha. Thì không còn nhiều ạ. Bây giờ có nói rồi 10 phần hết 7 còn 3. Rồi hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Đó, thành ra 100 mới được, ối thôi có 10 người. Cho nên bây giờ mình ráng đăng ký, đặng mình ráng lo, đặng mà công phu hành đạo. Chứ đây tới đó là lựa dữ lắm nha. Cũng như ngài có nói rằng sau này lọc lại dứt tiền cũng chê, cũng như cái đồ mà dưa hấu này kia Tết nó đi ra mua đó, đâu có thẻ có dứt đâu có mua. Đó, ta phải lựa cái trái nào cho tốt. Thì mình đây tới hội long qua cũng vậy, phải chùi rau cho sạch. Thì ta cục ngọc anh ta cũng chùi sạch bóng đem lên hào quang chiếu sáng ánh phải không, còn mình không chùi để lên nó như cục đất ai coi. Thì dài nó ngọc nhờ lao ngọc mới rạng ngời, thì cái lúc này để mình chùi cho nó bóng nó sạch đặng đem lên mình dự hội liên qua đem lên chân với hội long qua nè. Đó, thành ra thì chỗ đó mà quý ông bà cô bác ơi, ráng cố gắng để bỏ qua cơ hội này cũng lắm. Dạ thưa ông hai, vì đức thầy ở trong sấm giảng thầy có nói đó ông hai, cái việc từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều là ngày tôi dùng tiết là cái là đó là cái như thế nào vậy ông hai, mong ông hai nói cho bà con nghe là quyết tu hiền mô là Phật. Dạ kính thưa quý vị, cái đó là cái qua cái mẫu chuyện của đức thầy. Bởi vì trong sách nó nói rằng dục tu tiên đạo thì tiên tu nhân đạo, muốn tu cái đạo gì cũng phải tu đạo nhân trước. Cho nên đức lúc đó đức Phật thầy Tây An á, xuống trần rồi để đặng rồi mở cái đạo hiếu nghĩa là dạy làm người. Nhưng mà dạy không được, vì thời kỳ đó là Pháp. Nó theo nó bắt bớ hoài từ ở bên Tòng Sơn mà trốn lên Sở Môn, rồi Tây An Cố Tự đi dài lên tới. Lên núi Cấm này kia. Đó rồi vô mở trại ruộng này kia trốn Pháp mà đi hoài vậy. Thành ra dạy hoài mà dạy không có được. Vì thế mà Đức Thầy mới dạy các con thú. Vì lời của Phật là siêu âm tiếng. Mà Phật nói rằng kỳ này đó dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh tu được hết. Vì thế mà Đức Phật mới kêu các con thú trên núi Cấm hồi trước là hùng vĩ lắm. Lai mơ lên đó là thú nó ăn thịt. Rồi Đức Phật mới kêu các con thú đó lại. Mới thuyết pháp cho nghe, nói các người trước cũng từ ở trên mà xuống đây để lập thân. Nhưng mà vì xuống đây rồi các ngư đó mê nhiễm cho nên mới gây ra những chuyện bất lành. Cho nên phải mang lông đội sừng. Vì kỳ này hảo quan hạ Đức Phật xả tội. Nếu các ngươi mà chịu quy y tu, phát nguyện mà tu trở lại thì để tiến lên thành Phật tiên thánh là người. Vì thế mà các thú nó nghe được, nó quy y nó tu. Nó tu rồi đó em. Thì Đức Phật thầy Tây An phải giao Đức Cứu Quảng xé dạy đỏ bằng ngón tay đó, đem buộc cổ hết. Đó cho nên lúc đó đó thì các thú mà tu đó mới đánh ba con thú mà không tu đó về núi Bà Đội ở bển. Rồi sau lâu lâu cũng tranh ăn, rồi cũng kéo qua đánh này kia bên núi Ông Cấm. Nhưng mà lúc đó rồi ra trên mới triệu về. Triệu về hỏi dạy được không. Thì Đức Phật thầy Tây An nói bây giờ 100 dạy được có 2 phần, còn 8 phần nữa dạy không nghe lời. Đó thì Đức Phật Đức Ngục Đế ngài nói vậy thì thôi vũ sổ dạy không được rồi giờ sao nữa. Thành ra Đức Minh Vương cũng nghe được, nếu mà bây giờ để mà Đức Ngục Đế vũ sổ á thì lập đời lại có người một làm vua với ai. Cho nên cái lỗi của ổng hồi trước lấy tượng Phật mà giữ chim, cho nên cái lỗi đó mà ổng mất nước. Thì khi mà ổng mất nước rồi ổng biết được cái lỗi đó thì ổng mới nguyện. Ông nguyện nói bây giờ tôi nguyện tu cho đến cái ngày hạ quan này hết lập lại cái đời thượng quan, tu thành Phật sẽ làm vua bù lại. Đó thành ra vì chỗ đó mà nếu để cho Đức Ngọc Đế ngài vũ sổ á thì lập lại đời thượng quan có người một rồi làm vua với ai, cho nên ông mới buồn. Đó cho nên ông mới lên lại với Phật đặng là qua năn nỉ Đức Ngọc Đế dừng lại, đặng là dạy kiếm mớ chứ để mà quỷ diệt thì
còn có người một là làm vua gia, thành ra chỗ đó nhờ Đức lên năn nỉ Phật, Phật mới qua Đức Tâu Đức Ngọc Đế. Tâu Đức Ngọc Đế thì Đức Ngọc Đế nó bây giờ ta bộ sổ ta giao Nam Tào siêu quỷ để mà vũ sổ, nhưng mà bây giờ qua Nam Tào thì còn đó, cho nên Đức Phật mới xin nó thôi để dừng lại đặng rồi dạy kiếm mới. Cho nên hôm nay mình mà còn sống đây đó là nhờ Đức Minh Vương tâu với Đức Phật, rồi Phật lên tâu Đức Ngọc Đế xin dừng lại. Vậy thì Đức Thầy, Đức Phật mới nói chúng sanh còn có lập thân hồi này, có hội này lập tái thân thì mình đây cũng như để được khuyến mãi vậy đó. Gia thêm chứ không là tiêu diệt hồi năm Bính Tý rồi. Bính Tý là 1136. Thành ra cái lúc đó đó, thì khi xong rồi đó, thì mới kêu các chư Phật là có ai dám xuống với cái quả Ta Bà này, không ai dám xuống hết á. Ông nào cũng ngán xuống vậy. Cái quả Ta Bà là cái quả ô trượt, cõi hung dữ này kia, nó dơ giá dữ lắm. Cũng như mình bây giờ mà nói xuống địa ngục là mình đâu có trở xuống dưới làm chi nữa. Nó lên được rồi là cái cõi dưới là nó khỏi lắm. Nó cho nên vì chỗ đó mà có Phật Di Lặc. Ông nói nhiều tiền kiếp cũng, ông tu ở nước Việt Nam, ông có cái nhân duyên. Vì thế mà thầy nói ai liễu đạo nơi quốc độ nào phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế mà Đức Thầy đã xét lại Ngài có cái nhân duyên ở cõi Ta Bà, mà nhất là ở nước Việt Nam. Vì thế mà là Ngài mới lãnh cái lệnh xuống đây để đặng rồi mà dạy chúng sanh. Vì thế mà nói về Đức Thầy đó, lãnh trách nhiệm là dạy hết cái cõi Ta Bà chứ không phải dạy riêng nước Việt Nam. Nhưng mà nói nước Việt Nam là lấy cái trung tâm điểm. Bởi vì chọn Thiên Hòa Địa Lợi thì chỉ có nước Việt Nam là có cái nhân duyên Phật mách bảo cho biết. Vậy thì bây giờ mình á, là may mắn nhất là ở vùng bãi núi, là sông á, thì Cửu Long, Nhân Hòa Địa Lợi. Thành ra vì chỗ đó mà Đức Thầy mới xin xuống trần để dạy. Vậy thì hôm nay mình đây đó là, sống đây đó là nhờ Đức Minh Vương xin Đức Phật, rồi Đức Phật xin Đức Ngọc Đế dừng lại. Chứ không mình tiêu diệt hồi năm Bính Tý rồi, không có còn ngồi đây mà nói chuyện. Vậy thì hôm nay mình rất may mắn. Vậy thì đây mà nhờ sinh lại mà bây giờ mình lập thân, mà không lập thân thì nó uổng. Dạ. Cho nên tôi nói với ông bà cô bác ơi, phải thương thầy đi. Vì Đức Thầy lòng vị Phật cũng thương mình dữ lắm, cho nên ông mới lặn hợp xuống đây để mà vớt mình. Cũng nhớ nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ làm than bể khổ. Mình đang lặn hợp ở trong cái biển trầm lưng này đã vô lượng lần rồi. Mà hôm nay được Đức Thầy xuống đây, ông vớt mình. Ông chèo thì ông vớt mình. Rồi ổng đưa mình đi về Cực Lạc nữa. Thôi quá khỏe rồi. Mà bây giờ mình không đi thì nó uổng dữ dằn. Hoặc là thầy tỷ dụ. Cũng như đó, mình đang lạc ở trong rừng mê. Cái rừng ở trong. Thì vô trống ở trong rừng rồi đói khát. Mưa gió lạnh lẽo này kia. Rồi sợ thú dữ là kia đó. Ở rừng thì phải thú dữ. Đó. Thì cái sợ có lo cái gì. Nhưng mà hôm nay được có cái ông này. Ông vô ông dọn đường dẫn mình ra. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thầy Đức Thầy xuống mở ngõ dọn đường cho mình đi ra. Mà bây giờ mình không đi ra thì như hỏi gì mình khôn hay không. Thành ra thì chỗ đó mà nhiều cái thầy trị dụ. Vậy thì rất may mắn chúng ta lặn hợp trong biển trầm lưng được thầy vớt. Người ta lạc ở trong rừng mê thì cũng Đức Thầy vô trong dẫn mình ra. Về Cực Lạc đây rành đường ngõ. Thì ổng từ ở trên Cực Lạc mà ổng xuống đây ổng dẫn mình về trển. Mà tại sao mình không đi? Thì bây giờ mình xét lại coi mình nói mình khôn, mình ngoan, mình giỏi. Nhưng mà tại sao bây giờ được ông Phật cũng dẫn ra khỏi cái khổ, khỏi cái tù mà mình không đi. Cũng như tôi nói chung là cõi Ta Bà này đơn giản là Đức Thầy nó cảnh thế gian dường thể chứ không ao tù. Cái cõi mình ở đây là cõi tù. Mà chẳng những tù không mà Thầy nói cõi Ta Bà giống thật. Cõi Bà là cái cõi khổ mà còn lắm khổ. Mà lắm khổ là cái gì? Cũng như Đức Thầy nói... Như nãy nói rồng này kia, rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Mà con rồng nó nửa vút nanh mà trong báo tánh thất thanh nại hồn. Mà hết rồng rồi nó hen tới mẹo. Thành ra tới năm mẹo là cũng khổ. Mẹo kêu là báo tánh lao sao. Rồi đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê nữa. Nhưng mà đến cuối cùng hen thì qua là Đức Thầy nhưng mà không biết con giáp nào. Mà quý vị nghĩ rằng. Tới cái năm Dậu đó là yên. Bởi vì trong giảng nói mình nhắc lại thôi.
Thầy nói dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Vậy thì cái dậu đêm năm canh mà gà gái là sáng. Vậy thì cái đời hạ ngôn này vô minh nó tối tăm. Mà muốn sáng á, thì lập lại cái đời thượng ngôn là cái đời sáng đó. Thành ra vì chỗ đó mà hãy mà gà tới năm gà thì nó chuẩn bị. Chuẩn bị đón con gà này coi nó có tới chưa. Mà chưa tới thì bây giờ chúng ta ráng tu. Bây giờ ông Phật ổng nói thì ổng nói phải có. Bị dí trắng mực đen mà. Mà đều có một cái là do cái nhân duyên của chúng sanh phước nhiều thì nó thọ mà hở phước. Mãn phước thì ra tay bẻ họng. Vậy thì cái sống của mình, cái đời mà nó tới gấp hay là không là do nơi cái việc tu của chúng sanh. Đó, bây giờ mình ăn chay cúng lại niệm Phật làm bố thí làm xã hội này kia đó, thì cái phước. Mà cái phước thì nó thọ. Còn nếu mà làm mà ác không nữa hen, thì qua lời Đức Trời nó cõi âm thần binh xá dịch tôn chờ mãn phước thì ra tay bẻ họng. Mình cứ gây cái khổ không thì hỏi làm sao hưởng cái lành được. Bây giờ chế ra nào là dù bơm kinh khí lôi lục địa nguyên tử hạt nhân là chế toàn là thứ giết người không, thì hỏi bây giờ mình làm sao yên được đây nè. Thì bây giờ có yên cái là bây giờ chúng ta cúng lại đi, cầu cho ông vua lên ngôi là hết. Vậy thì hôm nay nói riêng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tin tưởng qua lời Đức Thầy, cho nên cái câu thứ nhất: nhất nguyện cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương độ chúng thế giới được bình yên, thì nhất định là có cái ngày đó. Mà nếu muốn có hưởng cái ngày đó thì giờ mong quý ông bà cô bác anh chị em giờ phải đăng ký phát tâm ăn chay tu hành. Bây giờ nó ráng nhắc lại có ba cái điều kiện mà được sống cả đời. Cái thứ nhất, ăn chay được sống cả đời. Vì thầy nói đồ la muốn lánh sớm nghe ta bố thí trì chay, tương dưa giữ phận cho tròn. Đó, vậy thì được sống cả đời. Cái thứ hai là cúng lại. Cúng lại là cái pháp môn tu cầu. Mà tu cầu, tâm họ hiền lương rồi đồng thanh điện Phật, thai ương chẳng còn. Đó, vậy thì nhờ cúng lại là trên thấy các con nó lại, nó cầu khẩn trên. Không khỏi được. Không khỏi được hả? Cũng phải bị trả quả. Có một cái chừng Đức Minh Vương lên ngôi đó là yên. Thì Minh Vương trị chúng thế giới bình an. Dạ. Cái ông này ông nguyện hồi trước ông nói bị mà cái lỗi hồi trước ông bắt cái lấy cái tượng Phật giữ chim đó, thành ra mất nước mà chưa không biết được là mất rồi, cho nên ông nguyện tu. Tu cho tới hạ ngôn này hết là lập lại đời trung ngôn, ông thành Phật cũng làm vua bù lại. Đó vậy thì bây giờ nó tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng ông họ Quỳnh này ông lãnh trách nhiệm của Đức Minh Vương. Ông dạy người ta cầu cho ông lên cũng như dồn thăm cho ông đắc cử đi. Nhất nguyện cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng đó, Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương độ chúng thế giới bình an. Nó thì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được cái niềm tin Đức Thầy chỉ là cầu cho Đức Minh Vương lên ngôi thì sớm thì nào là yên nấy. Còn cái chiến tranh này không ngừng lại được. Vì Thầy có nói là khó dừng lại gió câu lập bập. Mặt nước biển lô nhô lặn hợp, rồi chim đua bay cá lội trên mồi. Ngọn thủy triều nu nút sụt sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Nó ăn rồi thôi mà nó thua, nó nhận nút một cái ra thì nó nổ hết trơn. Mà bơm kinh khí với nguyên tử hạt nhân nó bốn phần trên thế giới này, bây giờ một phần một quả địa cầu này tiêu hết. Nó nhận nút rồi thì cái thế giới đó này nó bôi sổ hết. Bây giờ chứ sao bây giờ xảy ra nhiều cảnh khổ quá ông hai, chỗ gì khô nước sập đất sập lâm. Thì Đức Thầy có nói nhưng mà mình nói chung là nó ách trời rồi nạn nước thình lên, thì nó có ba cái điều kiện: một là trời, hai là đất, ba là người. Vậy là bây giờ đang ứng hiện cái ách trời nạn nước thình lên đó ha. Thì mình thấy bây giờ cũng như để giông gió mưa thấy nắng vậy đó, nó chặn mưa ngập lúc. Rồi bây giờ nói hạn này kia hạn, nhưng mà rồi một lát ở ngoài biển sóng dầu vô coi rồi tràn lên rồi nước mặn này kia nha, rồi cũng không có nước uống. Cái ách trời nó mau lắm, cái máy trời á, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thành chi như thể trên bay đường dinh nhục rủi mai một lát. Mình thấy như cơn sóng thần ở Ấn Độ với Nhật đó. Tới chạy không kịp. Bởi vậy bất ngờ. Vì cái máy trời chạy lẹ đó, mì máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thành chi như thể trên mai đường dinh nhục rủi mai một lát ha. Thấy trời trong ngần vậy đó. Nhưng mà họ cái ông chuyển cái ông ầm mì đó, cái ông dông sập nhà sập cửa, phải không? Rồi chết chóc ra rồi đất ở gần núi thì đỡ đất chài đất đè chết nhà cửa bị chôn chứ. Thì mình thấy
Thì Đức Thầy nói là có trơn rồi, thì bây giờ nó cái gì nó chưa tới rồi đây nó sẽ tới. Đó, cho nên nói riêng tín đồ Phật giáo và họ phải đặt cái niềm tin. Và bây giờ mình tu còn kịp không hai? Kịp, bởi vì Thầy nói rằng tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời, ai mà cải thối ăn năn hoài đầu hướng thiện là bằng tăng giúp nhùm. Yeah. Cũng như Đức Thầy nói là ai cải tà quy chánh thì lý thiên đình đăng xá. Bây giờ mình phát nguyện rồi ha, thì ở trên đăng xá Đức Ngọc Đế cầm cái cân công lý đó, nó ngày xả hết. Rồi dưới này mình làm nhân ái tiêu bệnh tật nè, tu cầu bệnh tật tiêu tan nè, thứ ba niệm chỉ Di Đà tan chứ nghiệp, thì ba cái này nó giải nghiệp thì mình thảnh thôi. Bởi vì ba cái này nó đâu có gây nghiệp nữa, thì bây giờ mình đâu có bệnh, đâu có chuyện gì nữa, thảnh thôi. Còn đến mà cái chuyện khổ tới đó thì cũng phải đương đầu chịu, nhưng chừng đó có chư thần độ. Đại thi chí quan thấy không, cũng vô tâm tạng thấy không, mắc nạn rồi cầu Quan Âm xuống cứu liền, như Phật xuống cứu. Thì mình cũng vậy, Đức Thầy nói đó, cứ làm phải thì có thần độ cho. À, hoặc là có trên quan thượng đẳng đại thần cái gì trên thần gì nông nông bảo núi long thần hộ pháp, hoặc là đại thế chí quan thế âm, Phật tổ Phật thầy này kia nữa. Bây giờ hàng ngày mình lại mấy ông cầu mà ông để cho mình chết sao? Dạ, yeah, như ba cái điểm đó là nó diễn biến hoài đó hả? Hoài trái đây cho tới cuối cùng luôn. Yeah. Cái tuần hát này cũng như thế giảng mà mình thấy cái tuần hát phiên truyện cũng trăm tập chứ cũng phải giảng kết thúc. Rồi tuần hát nào cũng vậy, thấy ba màn tới màn thứ ba là giảng. Yeah. Thì cái lý tam quân, thượng quân, trung quân, hạ quân hết để đây là giảng đó. À, như vậy thì bây giờ ổng mới chỉ mình lập thân nặng qua cái đời thượng quân chứ không có gì. Thì bây giờ cô bác nào mà hạ tin á thì muốn sống ở đời thượng quân thì bây giờ mình lập thân, thì nó có ba cái điều kiện: ăn chay, cúng lại và niệm Phật. Đó, ba cái điều đó. Yeah. Vậy thì đây còn cơ hội này mà mình không mua vé đăng ký đó, thì để khóa sổ là không mua được. Bởi vì mình thấy ở đây Long Xuyên này kia Sài Gòn đâu có tiệm nào bán đạo đâu. Nên bây giờ đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Còn bây giờ tôi nói riêng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo toàn là được gốc bự không à. Cho nên ông gốc này đi dầu có mưa bão giông gió cách mấy cũng không sao hết, không có lạc đâu. Gốc Đại Thế Chí Phật A Di Đà nè, Đại Thế Chí Quan Thế Âm nè, rồi Đức Phật Thích Ca nè, rồi Phật Minh Dương, Đức Minh Dương nè, Đức Ngọc Đế nè. Nó thành ra toàn là gốc bự không, gốc rồng vồ không, làm sao mà tóc giông gió nào tóc nổi, phải không? Yeah. Đó, vậy thì nói riêng đây là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là qua những nhận xét là thấy toàn là gốc bự không. Mà mấy ông đó không lẽ để mình chết, cúng lại cầu mấy ông hằng ngày mà rồi giờ ông để chết, vậy rồi ai sống, phải không? Yeah. Đó, cho nên mình tin như vậy, mình ráng cúng lại ăn chay niệm Phật đi nữa, sống chứ coi đời chứ không có gì. Anh nói gì mình đang tu rồi, mình mắc có được dài không ông hai? Đây, thì bây giờ đó, cái cơ hội cho là chúng sanh tu kỳ chót mà niệm Phật được 1 tiếng, Phật bù cho được 10 tiếng. Mà Đức Thầy cũng nói cho mình biết đó, để mình dưỡng lòng mình ham tu, tinh tấn tu cho mau, cho gấp. Ngài nói đó, xưa tu 10 mới là giải thoát, nay tu 1 cũng đáo thay phương. Đó, thời xưa tu 10 kiếp mới thành Phật, nhưng mà nay tu 1 kiếp thôi là được đáo về Tây Phương, an dưỡng học đạo cho hoàn toàn rồi trở lại cứu thế chúng sanh. Thành ra đó, cái gì đó, xã hội này bây giờ tiền bạc vàng dòng châu báu nhà cửa đất cát cũng không có qua là cái tu. Đó, bởi ông nói cái câu đó, là giàu sang ruộng đất đầy đồng, nhắm mắt hai tay cũng nắm không à. Đâu có ra em gì sao được, nhắm mắt hai tay cũng nắm không, đau đớn vợ con đâu thế đặng. Chết rồi của cải bỏ lại chỉ có tay không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, lắng gầy cơ nghiệp đi, rồi nhắm mắt hai tay cũng nắm không chứ không có đem gì được hết. Rồi thành thà thử ra Đức Thầy mình cũng có dạy, Thầy nói là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của mà đem rài hầu non, chỉ có tội phước khởi còn. Rồi ra lúc đó không tu á thì mới á đến nơi thẩm phán cửa Son Diêm Đài, thẩm phán là cái chỗ phán tội mình đó, rồi đưa vô ngục để mà tra hình đó. Rồi Ngài mới nói cho mình biết thêm là cái người nào tu thì được phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, còn người là không tu mà làm tội đó thì tội nhiều xa đọa càng ngày thảm thêm. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp phó bề tính tan, ngày nay mới đến Phật đàn cu tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Như vậy đó, tội mới tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Đó, kêu gọi là
mà nói cho mình biết chúng sanh tưởng Phật thì là ráng tu, tu mới qua khỏi tai nạn, làm phước làm đức, nếu mới có công đức mới khi gặp tai nạn thì nhờ cái phước đức nó che chở qua khỏi tai nạn. Mà ông nói là phước sanh thì quả nó tiêu, nước làm tắt lửa tự nhiên, phước làm tiêu quả hãy khuyên nhau làm, như vậy mới tránh được cái tai họa về sau. Mà đức thầy cũng cho mình biết đó, đời tận thế mà còn lần lửa, chẳng chịu tu cái giữ về lành, làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Đó, tu là làm lành đến giữ, làm phước, mà còn phải ăn chay niệm Phật. Rồi ngày về đức thầy giải thêm là tường với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Đó, tu thấy cảnh tiên nhàn hạ nữa. Rồi thầy còn nói thêm nữa là thầy chỉ nè, cái người tu sao hưởng cái cây báo quý ở trong bãi núi đó, mà ngài nói trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dương tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiền của thanh. Đó, câu phép lạ của tiền của thánh nữa, sau lập hội Long Hoa, hồi lập hội Long Dân rồi mới thấy được Phật tiên thần thánh cùng nhau xuống đó hội. Rồi á, đức thầy còn khuyên á, ngài khuyên á là chúng sanh hãy ráng tu để hưởng cảnh, em thấy cái cảnh mà Phật tiên hãy hội hiệp ở trên nửa lần đó. Ngài nói á, là khuyên lên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây đó. Bây giờ người nào tu hành sau nữa đó, thì mới được coi đờn trên mây, coi Phật tiên thần thánh hội đó mà đờn địch ca sang đó, cho mình coi là trên nửa lần mây trên đó. Đúng không? Nửa lần mây như vậy là hội gì? Là hội Long Dân, chứ Long là rồng, Dân là mây, là hội rồng mây nửa lần trên đó. Đó, Phật tiên thánh là hội hiệp rồi đờn ca xứ khác cho mình coi đó, mình mới thấy cảnh tiên nhàn hạ là vậy đó. Và thầy cũng cho biết là trần bãi núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ vẫn ngồi, tu hành ắt được thánh thơi, lại xem được Phật được trời báo thay. Thân hành đạo đắng cay phải chịu, phận làm người phải liệu cho xong. Đó, thành ra phải ráng tu như vậy, chứ không tu thì đây sắp tới cái tai nạn còn diễn biến, còn là nhiều cái chuyện mà xảy ra khổ sở cho chúng sanh lắm nghe quý vị, chứ không phải thôi. Bởi vì đức thầy có tả cái mình đọc qua bốn câu này mình thấy mình giật mình đó. Thầy nói là con rồng mới nửa quốc nanh, mà trong bá tánh thất thành hải hùng rồi. Bây giờ năm thìn nhưng mà chưa tới nửa năm thìn đó, quý vị sẽ coi những cái diễn biến xảy ra, cái chuyển biến xảy ra cả thế giới và trong nước mình. Nước mình mới nhẹ nhẹ thôi, mà mình còn là khổ sở nè, thiếu nước nè, thiếu gạo thì nó còn đỡ, thiếu gạo thì tôi lại sớm chồm ha, bà con gần tôi mượn 5-7 lít, chục lít tôi ăn 2-3 ngày được, 5-7 ngày được. Còn thiếu nước đâu mượn ai được, nhà nào cũng thiếu hết trơn rồi, đâu có nhà mượn người ta được. Thành ra thấy hồi xưa thì gạo trâu của quế nó khổ rồi, mà bây giờ thiếu nước cũng khổ hơn là thiếu gạo nữa, thấy không? Nó cái diễn biến một càng ngày một càng nhiều, một càng nặng. Thành ra bây giờ chứ mình lo làm ăn, nhưng mà cái chuyện tu hành mình không lo thì kết cuộc rồi, khi nhắm mắt thì hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường mới dắt xuống diêm đình đó. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Rồi thầy mới nhắn nhủ, nếu sợ cảnh đó như vậy đó, sợ mình không tu thì sau này làm cái tội lỗi không thì sao xuống địa ngục, phải chịu khổ não hành phạt ở dưới không biết ngàn muôn kiếp nào mới lên nổi khỏi đó. Thành ra thầy mới nhắn nhủ với mình đó, hãy ráng tu đi đó.
Chứ còn theo cái danh lợi mê mang đó, nó khổ lắm. Mà Đức Thầy là giảng xưa cũng nói, làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặt ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu. Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của tiền của làm ra đó nó đâu theo mình. Xác thân nhất định giá sinh, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phút chung quy, bạc tiền là thứ vô nghì phải chăng. Vì tiền làm mất thiện căn, vì thân để kiếp trầm thân muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi thọ mỗi mòn, lòng tham trái lại còn làm, càng làm thêm tăng. Càng tham càng nặng tội căn, chết rồi của bỏ nghiệp mang theo mình. Nghiệp kia dẫn lộ tử sanh, lần này khổ gấp muôn ngàn lần qua. Để lòng suy nghiệm kỹ ra, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không. Chi bằng mượn lớp bụi hồng, lớp đường sanh tử dung trồng thiện căn. Mượn sanh tử tạo niết bàn, lấy thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Đó, bây giờ đó, mượn sanh tử tạo niết bàn. Đây mình sống trong cái cuộc đời là sanh tử, thế nào cũng chết. Mình biết thế nào mình cũng chết, thì mình mượn cái thân bùng là cái thân tứ đại trong ngân, là hiệp thành bốn thứ là đất nước gió lửa, hiệp lại thành cái thân của mình là cái thân giả tạm. Mình biết giả tạm, bây giờ ráng tu đi, lấy thân bùng rồi ráng tu mới tạo được cái thân vàng. Lấy thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu, khen rằng lời ấy Ngọc Châu không bì. Nhận mình đã quá ngu si, già rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Chỉ lo tiền bạc góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi thức tỉnh tu mau, tội tham đầu đến đổi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt theo chầu, hôm nay mới được lời màu đến tay. Phu ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền kể thêm ra, xin ông chớ tưởng tuổi già hết tu. Già chứ cũng còn hơi thở là còn tu được cái gì ơi. Mà nghe lời là sám giảng xưa mấy câu sau đây nữa là mình rõ cái ý nghĩa, rồi mình làm theo là mình cũng sẽ thành thôi chứ. Lâu mau gì cũng già trẻ gì cũng vẫn tu được hết. Thật tâm hướng thiện ở hoài đầu, chỉ trong dứt khắc theo chầu Như Lai. Ví dầu sắp chết ngày mai, ngày nay hối ngộ liên đài cũng lên. Đó, bây giờ mình hồi nào giờ không có tu, nhưng mà nghe lời là giảng kinh của Phật Pháp, nói kiếp này kiếp khổ, mình tu để giải hết cái tội nghiệp cái kiếp này thì kiếp sau
mình mới sống qua đời thượng quân thánh đức, hay là mình thần thành thần thành thánh thành tiên thì mới khỏi cái kiếp mê, mà kiếp sau mới được sống qua cái cảnh đời là cảnh tiên nhàn hạ. Thì như vậy thì mình chỉ ví dầu, ông nói là ví dầu sắp chết ngày mai, ngày nay hối ngộ liên đài cũng lên đó. Bây giờ mình thấy cái cuộc đời mình cũng chưa biết chết bữa nào, nhưng mà thí dụ sắp chết ngày mai đi, nhưng mà bữa nay hối ngộ. Hối ngộ là mình lo tu hành, buông bỏ hết tất cả chuyện thế gian, không còn vướng mắc trong tâm mình một chặng gì đó. Đó là bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên đó. Nó mà giảng sư ông Thánh ông cũng nói đó. Ông nói đó, nó là bể rộng mênh mông, quay đầu thấy mé. Đó. Cái rừng nghiệp của mình tạo quá nhiều, nhưng mà mình cải hối ăn năn, mình quay đầu trở lại, mình tu hành thì nghiệp kia cũng được tiêu tan. Rồi mình tu là có làm lành niệm Phật, rồi có phước đức thêm, thì mình tu mãi tới cho đến ngày bỏ xác thì cũng được phước đức A Di Đà, rồi dứt mình về ra cõi cực lạc. Nhưng mà niệm Phật là Đức Thầy có dạy rồi, niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới đặng sống coi chân thánh nha. Niệm cho rành là sao? Niệm cho rành là phải buông bỏ, không nói dốc, nói láo, không tham gian, không ngu sĩ xế thần, ăn ở ngay thẳng, chân thật để làm lành niệm Phật, như vậy mới được. Chứ còn mình niệm Phật làm lành ăn chay, nhưng mà mình không sửa cái tâm tánh của mình là cũng không được nữa. Không phải niệm Phật không mà được, niệm Phật mà làm lành nhưng mà không có buông những cái chuyện thêm thừa quyến hoặc nói láo nói dốc, nghiệp ác của mình cũng không chừa, làm những chuyện ác thì cái niệm Phật đó thì cũng không được Phật chứng, Phật rước về. Bởi vì á, giảng xưa cũng nói đó, người niệm Phật mà tâm chưa giác, biết ăn chay mà việc ác không buông, dù cho Đức Phật có thương cũng không thoát khỏi cái cộng diêm vương. Ông Phật cũng thương là mình mê muội quá, ông thương mình chúng sanh mê muội quá để chịu khổ não, ông thương vậy thôi, chứ cũng không thể là mà rước mình Tây Phương Cực Lạc được. Phải ăn chay niệm Phật làm lành, mà theo lời Đức Thầy chỉ dạy đó, làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh hết tất cả các việc độc ác đó. Mà theo như lời của tôi hiểu biết như vậy, lời thầy dạy như vậy nè đó. Một là tưởng lành, điểm thứ hai là nói lành, điểm thứ ba là làm lành, điểm thứ tư là ăn lành. Làm được bốn chuyện này, chuyện như vậy là chắc chắn là về sống qua đời cõi đời thượng quân, hoặc là niệm Phật cho nhiều thì sống về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó. Sẽ làm lành hết, làm phải hết, không làm điều gì ác thì phước sanh thì quả nó tiêu, thấy không? Mình làm phước hoài, làm phải hoài thì cái nghiệp quả đó nó phải tiêu. Rồi nếu tiêu nghiệp quả thì mình có phước rất nhiều, thì mình mà nghe lời thầy dạy nè, thầy nói đó, phước nhiều thì tiên cảnh lên rồi, nó làm phước cho nhiều, không làm dữ làm ác, không nói hung dữ, không nói thêm bớt, không có tham gian, không có là hung dữ gì ai, cứ việc làm thiện làm lành, phải biết nhẫn nhục mới làm lành được nha. Chứ còn làm lành, nói làm lành lành mà không nhẫn nại, không nhẫn nhục, gây lộn với lão hay là chửi thề này kia lung tung đó thì đâu có về cực lạc được. Người niệm Phật mà tâm chưa giác, mà biết ăn chay mà việc ác không buông, vẫn làm việc ác nữa thì dù cho chư Phật có thương thì cũng không tránh khỏi cái cộng nhân dương đó. Chứ không phải niệm Phật mà được, niệm Phật còn làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các việc làm ác. Phải ăn, phải tưởng lành nè, nói lành nè, làm lành nè, ăn lành đó. Như vậy nó chắc chắn về Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn về cảnh giới nghĩa là không phải là từ đây tới lập đời thượng quân không phải là sao không hay. Thì cái lúc này còn yên nè, chứ thầy nói đây nó biến chuyển nhiều cái khổ tới, không biết mình còn tu được không, cho nên thầy mới thúc đời cùng tu gấp. Tu gấp là sửa gấp, hay là tu kiếp kiếp, nếu không quá trẻ chờ đối đầu, chừng đối đầu khó kiếm liên khùng, là chờ sấm nổ là không có thể tu được nữa. Bây giờ còn yên là tu được, còn bây giờ mà nếu mà bỏ nhà bỏ cửa mà chạy thì làm sao tu? Nước dưng lửa cháy, đói khát này kia làm sao tu? Tối trời tối đất làm sao tu? Thì cái lúc này còn tu được,
thầy mới biểu mình nó tu kiếp kiếp là mau mau, nếu không có để mà chừng đối đầu là chừng nào, chừng mà giặc giả tới sấm nổ rồi thú dữ lộng hành năm chèo nổi dậy này kia đó đó, rồi chừng đó là tối trời tối đất bảy ngày bảy đêm sao tu. Dạ ghê ha. À, thành ra vì chỗ đó mà thầy mới thúc mình. Dạ. Chứ nó đến à. Kiểu như tu kiếp kiếp là nghe được phải tu liền ha. Tu liền. Tại nó đời cùng chẳng có mấy năm. Dạ. Khắp trong thế giới thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, rồi đây nó rã rời hết. Dạ, mà anh ai nó chạy hết. Cũng như núi ông cấm mà nổ một cái đi. Nói giờ vợ chồng đấy nói đêm nay nổ đi, rồi buộc giặt áo buộc chùm nhau đi. Nhưng mà chừng nổ rồi cũng đứt đùm hết ha. Nó thành ra vì chỗ đó mà tới cái cơ tận diệt là nó khổ dữ lắm. Chứ đừng có nói ở đó vợ chồng hết không. Cho nên còn lúc này chúng ta còn tu kịp. Thì quý ông bà cô bác nếu mà có nghe nhắc lại lời của Đức Thầy đó, không gì hơn cái là rủ nhau niệm Phật liên đài được lên. Hay là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành làm cho đời hiểu rõ sinh danh, thì không Đức Phật giờ rủ nhau. Bây giờ mình nó cái cơ tận diệt này nó xảy ra như vậy đó, thì bây giờ mình nhắc cái khổ để mình lo thức tỉnh tu. Chứ còn để mà tới diệt rồi mình không tu nó uổng. Vì xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Mà kỳ này là kỳ xả tội, kỳ này Đức Thầy chỉ mình dễ tu dễ hành. Chứ còn nói về tu theo hồi xưa là mình tu không nổi đâu. À, nói về cái pháp thiền nó hen là tu mà chủ tâm. Bị cái thời kỳ này 84.000 nghiệp nhiễm nữa, mà nói làm chủ tâm làm sao chủ được. À, cũng như bây giờ cả ngàn năm dân tâm sao xiến, mấy ông cũng muốn tu cho tách thành Phật mà có được ở đâu. Yeah. Cả ngàn năm rồi mà tu biết bao nhiêu mà có ông sư nào thành đâu. À, thành ra nhiều chỗ đó mà hôm nay cái tu pháp môn tịnh độ là đối nghiệp giảng sanh. Tịnh độ là cái pháp môn tịnh nó độ mình. Vì cái cõi ta bào là cõi động, mà bây giờ muốn gì cực lạc là phải tịnh. Hoặc là qua cái đời thượng hoa là cái đời tịnh. Vì cái đời đó không còn mê nhiễm nữa. Đất bằng vàng thảo mộc bằng châu này lưu ly mã não hổ phách sa cừ không à, nó quý không à. Đó, thành ra bây giờ mình tập để rằng qua đời hưởng cái đời đó. Thì còn lúc này mình ráng đi. Quý ông bà cô bác anh chị em con cháu gì trong nước hay ngoài nước cũng vậy, có nhân viên để rồi mình giác ngộ. Thì đây là cái cơ mà Đức tận diệt mà Đức Phật xuống đây cứu mình, mà mình không nghe lời ổng để mà ổng bỏ mình thì rất là uổng vậy lắm. Dạ, ông hai cho ông hỏi này ông hai, trong giảng của thầy có câu là mai sau nhiều cuộc đất đai đó đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa là sao ông hai? Thì cái cơ đó thì cũng có nói nhưng mà mình không có dám bàn hôn. Dạ. Mình phát qua thôi. Đua nhau mà chạy đất, đất cài là cái đất khó lắm, đất cài mà mình đi chạy trong làm sao nó té lên té xuống nữa. Nhưng mà muốn nói đất là gì, đất là thổ. Mà muốn nói rằng cái giặc thổ. Vì vậy trong kinh có nói rằng có trại chạy một trận giặc tần. Yeah. Tần ban hậu hận tiêu diêu động. Thành ra chừng đó cái muốn nói chừng đó mình chạy giặc đi ha. Mà chạy cái đất cài là nó khổ lắm. Đất bằng gì được thì đỡ. Mà ngay chạy đất cài nó khổ chừng nào nữa. Yeah. Thì muốn nói cái khổ đó đây rồi nó sẽ đến với mình. Yeah. À, vậy thì bây giờ nó qua liền năm nước chật đàn mà qua lộ dân giáo máu tràn huyết luôn, nó lộ dân giáo đến là miên mình với miên giáp đó. Đó rồi còn cái giai đoạn là khi mà nuốt cấm nổ đó, rồi có cái phổ lư có định vua đó, rồi các nước vô tranh giành thập bát quốc chư hầu giành xé đó, vô tranh giành cái đó rồi chết nhau cũng làm ấm đó. Thành ra mỗi cái đó là mỗi cái lựa cái người hiền giống gì đi. Thì giờ nói chung mà nếu hiền còn tu thì sống, không tu thì chết, hiền còn giữ mất. Nhiều đó cái mình dễ biết lắm. Yeah. Giờ khỏi bàn nhiều, bây giờ ông xuống đây ông biểu mình tu đằng sống. Mà không tu là chết, bởi vì nó đồ la muốn lánh sớm nghe ta bố thí trì chay rồi đó. Tương dưa giữ phận. Đó, thì ông chỉ mình là làm y theo ổng này, nghe theo lời chỉ ngày rài gặp ta. Còn ai mà ta dạy chẳng gìn thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Ông dạy mà mình không nghe lời, không làm theo thì nữa ông không cứu mình vậy thôi. À, nay giờ muốn cho ông cứu thì bây giờ phải nghe lời ông. À, nghe lời ông thì có ba điều kiện, theo tôi xét có ba cái điều kiện. Dạ, thưa ông hai, thì gần đây đó trên mạng mới đó là bên Trung Quốc, cái Đài Loan động đất, dập đất thì mưa bão quá. Mà Đức Thầy nói là hát bài Trung Quốc quá dai. À, có phải là sao này Trung Quốc nó khổ lắm không ông hai? Thì Thánh Nhân ông nói hát cơ thăm thì qua việc thăm.
nào trong sách sử có làm ở đâu. Mình hại người thì tất nhiên là trời hại lại hả? Cái nhân quả đấy. Yeah. À, cũng như cái lực nhân quả như bóng như hình á. Mình đứng ở ngoài, mình thoai vô thì tổng thoai ra, mình ở ngoài chấp tay lại vô thì tổng lại ra. Thì nhân là hột giống mà quả là trái, mà nhân là người mà nghiệp quả là nghiệp quả. Vậy thì mình làm hại người ta thì có ngày mình sẽ trả quả. Bây giờ nói đại khái cũng như bây giờ nếu mà nói Nhật, mà Trung Quốc á, mỗi lần nó tính hại mình, vấn đề nó ngăn không cho phù sa để mình đang đói khổ thất phát gì mà mùa màng. Đúng rồi. Nó làm cái đập đó. Dạ. Yeah. Nghe nói xây nhiều đập lắm không hay? Thì nhiều lắm, nhưng mà cái đập nhất là cái đập Đăng Nghiêm rồi gì đó, rồi mà dữ dằn. Cái đập Tam Hiệp. Ừ, Tam Hiệp. Rồi đây rồi tới ngày nó bể, đất mà còn động đất, sập nhà phải không? Dạ. Yeah. Thì tới cái cơ trời định rồi. Thì nhân quả nó trả, mình khỏi đòi. Đó, vì cái nhân nào thì quả nấy, sớm hay muộn. Nhân tạo cái giống gì thì hưởng cái quả nấy. Đó, vậy thì bây giờ nó làm khổ mình, thì sau này nó bị khổ thôi chứ không có ai gì. Cho nên nó đến đổi mà đánh giặc này kia ra, thì Đức Thầy nó thôi mình nhịn đi, đừng có tranh đương nữa. Nếu tranh đương ác ta bị hại, còn bây giờ không đánh mà thắng. À, vì không phải chỉ cứ làm hiền đi là thắng này, chứ đừng có tranh đương như ta. Đó, vậy thì bây giờ mình được không Phật cũng dạy con rồi, khỏi cần lo súng đạn rồi khí giới gì đánh này kia mất công. Đó, bất chiến tự nhiên thành. Yeah. À, thành ra bây giờ mình cứ lo tu đi, rồi thầy diệt nước để thầy lo. Bây giờ ông lãnh trách nhiệm xuống đây cứu đời và lập quốc, mà ông cứu không được ông lãnh trách nhiệm chi, phải không? Lập quốc là lập lại cái đời thượng quân khắp thế giới biến di thương hải. Là Ngũ Long công chúa đánh với tiên nó quá phép này kia, cái quả địa cầu này cháy hết rồi, nước dưng rửa sạch hết mới lập lại đời thượng hơn. À, thì bàn môn tả đạo đó tranh giành đó, cái đó là cái phe là đánh bằng phép không thì đâu còn giành dòng xài vũ khí nữa. Nó thì tới giai đoạn đó là cuối cùng á. Thì mà nhưng mà nói là không gì chứ giờ thầy Đức Thầy nói rồi, đồ lao muốn đánh sớm nghe ta bố thí trì chay, hoặc là thầy nói cái khổ này mà muốn sống nữa em. Thì thầy Ba Đạo hỏi Đức Thầy đó, dần dần sắp vướng giường bệnh khổ, vì tiên dược phương nào được thảnh thơi, cho thuốc chỉ đường nhờ phương pháp, ngàn năm ơn đức nguyện ghi lời. Thầy nói tắt là thành tâm khẩn Phật chế lại trời, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Thì thầy nói tắt là khuyên chúng sanh niệm Phật đặng coi đời. Vậy thì ông Tam Tạng từ Đông Độ qua Tây Phương thỉnh kinh 81 cái nạn, mà ông đi tới thỉnh kinh thì mình đây cũng vậy, đây núi Tuấn Cấm á hen, là cả chục cái nạn đó, mà muốn sống vô đó được đó, thì bây giờ nghe là Đức Thầy niệm Phật được coi đời còn ngàn vậy thôi. Dạ. Ông biết trước ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp hàng ra. Ngài nói rằng trời giông gió sái mùi sái tiết, thì bây giờ nạn ách này kia mình thấy không, trời mưa nắng nó khác hơn một lần đó, vì cái cơ tận diệt bây giờ đó, vì cái ô nhiễm của cái môi trường cho nên nó xảy ra cái bất hòa, cho nên con người mình đây rồi cũng bệnh nè, bệnh dương trần sắp dướng bệnh đời, bệnh thì cũng khổ rồi. Bây giờ đó nước dâng lửa cháy, thú dữ lộng hành, năm chèo nổi dậy, bây giờ đất sụp và động đất gì kia thấy là trước mắt rồi, còn gì nữa mà thầy đã nói trước. Thì bây giờ cái gì nó có là nó đã có rồi, còn chưa rồi đây nó sẽ đến. Thì còn nhiều cái mà đến đi chi, để chọn lựa người hiền, cũng thúc cái người đặng tu, đặng mà lập thân chứ không có gì riêng. Vì chúng sanh còn có lập thân hồi này, có hồi này lập đế thân, mà lập cái gì? Là làm hiền chứ không có gì riêng. Lập rồi cô Long Hoa đặng coi hiền, đức được là bao nhiêu. Còn nếu mà không có tu quá thì nó không có hiền, thành dữ. Mà hết giữ á, hiền còn thì giữ mất. Thành ra nhiều chỗ đó mà hôm nay đó cũng còn cái lúc này chúng ta còn tu kịp. Bị thầy nói đời cùng tu gấp với kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Chứ để chạy núi không cấm mà nổ đó là không có tu được nha. Chừng đó là khóa sổ rồi đó. Nói vậy thì cái lúc này còn yên thì chúng ta còn tu được, sấm chưa nổ. Đó mà quý vị ơi, nếu mà bây giờ chúng ta tu đi rồi, chứ mà sấm nổ đó ha, lập lại cái đời thượng quân là cái đời tiên, nó ngọc ngà châu báu này kia đủ hết á, rồi chúng ta sống tới 10 trên 10 ngàn tuổi rồi khỏi mần cũng văn, khỏi lo, không có đà, không có mặt, không đau không bệnh, nó vô cùng sung sướng phải không?
ta nói sung sướng như tiên, khỏe như tiên, đẹp như tiên. Tôi nói bây giờ quý vị mà có 10 công ty xí nghiệp rồi tiền mà chất đầy nhà cũng không mua được cái chỗ mà sống tới 100 tuổi, hay là cái việc mà biến chuyển tới đây chúng ta không thể mà lo mà đi qua được. Cho nên chỉ giờ có cái phước với đức. Vậy thì bây giờ chỉ có cái là tạo phước và tạo đức. Mà phước thì bây giờ làm gì? Phải thể hiện lòng nhân và thương người. Đức từ bi. Thành ra vì chỗ đó hôm nay nói về vấn đề nó khó, chứ thật ra tu theo giáo lý của Đức Thầy nó dễ vậy lắm. Tôi nói nghe muốn tu thành cái gì một câu một mà như ăn bánh mà khỏi nhai vậy đó. Thành ra vì chỗ đó mà bây giờ mình bỏ qua cơ hội này uổng. Cho nên mong rằng quý ông bà cô bác đó, có cái nhân viên mà nghe tôi nhắc lại lời của Đức Thầy thì không gì hơn cái là cũng thúc giục cái đời nó đã cùng rồi. Cũng như ăn chuột mà tới cùng là mới ở chết á. Dạ thưa ông Hai, như Đức Thầy nói là con rồng với nữ rút nanh, mà trong đó tánh thất thanh hải hùng là ngụ ý Đức Thầy nói câu giảng là như thế nào không hay? Thì Đức Thầy có nói thiên cơ hồi trước đó, thì đệ nhị thế chiến thì Thầy có nói rồi, nó đã qua rồi thì chứng minh. Vậy thì trong con giáp, thì con giáp nó có một con giáp hoặc là 12 con giáp. Một giáp thì 61 năm, còn con giáp thì 12 con. Vậy thì Thầy khẳng định cho những cái năm đó nó xảy ra như vậy đó. Nhưng mà cái năm thìn, nhưng mà không biết thìn nào. Cũng như năm nói năm dê thì cái ông ấy cũng nói bây giờ nếu mà năm dê không có nghỉ tu thì nó tu còn cái năm nó đến là nó đến mà nó không, nó mùa hạ năm dê chưa nữa. Mà thìn này cũng vậy. Thì Đức Thầy có cho biết rằng cũng như cái năm đệ nhị thế chiến á, thì Thầy ra cái năm 39 rồi tới năm mèo, thì năm mèo kêu bác tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh dê, rồi con ngựa lại đá con dê khắp trong trần ngạ, nhiều bề gian lao khỉ kia cũng bị sáo sào canh phia gà gái máu đào mới ngưng. Thì như vậy tới cái giai đoạn cuối cùng đó là của Nhật mình đảo chánh pháp đó, năm gà đó, thì cái năm mấy năm đó nó xảy ra vậy đó, mà nó mới ngưng thôi chứ nó chưa có chấm dứt. Thì cái cảnh giặc thứ ba này nó mới chấm dứt nè. Nhưng mà trận giặc thứ ba này đó, mình thấy thế giới bây giờ nó đang tranh đấu với nhau rồi đó. Nó đang nghiệm nhau, cũng như Thầy nói khắp thế giới binh, lương, cụ túc. Binh là lính, lương là lương thực, cụ túc là súng đạn, bây giờ nó đủ hết rồi. Bây giờ nó lâm đe nhau mà không có ai can được. Thành ra vì chỗ đó đây rồi, một ngày nào đây nó sẽ bùng nổ. Vậy thì Thầy cũng cho biết rằng cái năm thìn á, thì nó đã bắt đầu khổ. Mà bây giờ quý vị nhận xét coi, bây giờ mình coi rồi có cái trí suy nghĩ coi, thì bây giờ mình thấy nó diễn biến nhiều cái rồi. Cũng như bây giờ ở ngoài thì chiến tranh Ukraine với Nga này kia rồi, Iran, Iraq này kia với Liên đồ đó cũng chơi nhau tùm lum. Đó, rồi bây giờ đất thì sập, núi lửa thì cháy, chỗ thì hạn hán, chỗ thì mưa lụt. Đó, thành ra nó diễn biến rồi đó, Thầy nói bây giờ nó có đặng thì chúng ta tin. Mà tin là chúng ta bây giờ phải hướng thiện ngoài đầu để được tu thì mới còn. Kỳ này mà không tu là không sống á. Vì Thầy nó tu thì sống, mà không tu thì chết, hiền còn giữ mất. Vậy thì cái cơ rồng này đó ha, thì mình đoán nó thôi giờ nói rồng này đi đặng chúng ta làm kiếm mới. Nha, chứ để con rồng này mà không nó tái mà chúng ta không tu á, chờ nó rồng sao mới tu đó, thì coi chừng nó uổng. Thôi bây giờ cái việc biến chuyển này mình trước mắt mình thấy rồi. Bây giờ mình ráng tu, mà tu đâu có gì đâu có. Tôi nói bây giờ nếu mà so với đứa con hay đứa cháu mình đi học bây giờ đó ha, mà mình tu khỏe hơn nó. Bây giờ đứa cháu mình sáng mắt đi đưa này kia rước phải không, rồi phải cho tiền nó này kia đó, mà nó học trần ai mấy chục năm nó mới làm bác sĩ kỹ sư được. Còn mình giờ học tại nhà khỏi đưa rước, khỏi tốn tiền tốn bạc hay đâu trơn, tu tại nhà làm sơ xài vậy đó mà nữa được hưởng đời tiên tại thế. Còn con mình mà nó học bác sĩ kỹ sư thì 100 tuổi nó cũng chết. Rắn to trên gọi mang xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần thì chừng đó cũng không ai cứu nó. Còn mình giờ mình làm đây thì nó chư thần độ, quan thượng đẳng đại thần chư vị sơn thần chư vị năm non bãi núi qua lại Đức Thầy nói làm phải có thần độ cho. Vậy thì bây giờ mình cứ tin tưởng rằng chỉ ở trên mới cứu mình được thôi. Cho nên bây giờ nó có 3 cái điều kiện mà chúng ta được sống qua đời. Thứ nhất là ăn chay,
Thầy nói đồ la muốn đánh sớm nghe ta bố thí trì chay hoặc là tương vô giữ phận cho tròn, tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền. Biết niệm Di Đà thì mai sau thoát khỏi trần ma lại được thấy cảnh tiên. Lập lại cái đời tương quan là cánh tiên. Tại thế, đó là cái phương pháp ăn chay được sống coi đời. Vì ăn chay để được dừng nghiệp và tạo phước. Vì mình hồi đó giờ tội quá đi. Bây giờ kỳ này xả tội. Thì bây giờ mình cải tà quy chánh thì lý thiên đình ân xá xả. Thì bây giờ mình dưới này mình làm những điều nhân ái thì nó đâu có tội nữa. Đó, vậy thì mình được trọn lành. Đó. Rồi cái thứ hai là cúng lại. Cúng lại là pháp môn tu cầu. Tu cầu cứu giấc tổ tông, tu cầu trăm họ hiền lương đồng thanh niệm Phật tai ương chẳng còn, tu cầu gia đạo vuông tròn chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền, rồi tu cầu mới thoát khỏi xích xiềng dựa kề chân Phật xa miền trần lao, rồi tu cầu chống hết binh đao gặp trời bình trị siết bao vui vầy. Mình cầu riết ông vuông lên ngôi đâu còn chiến tranh nữa, mà đâu còn chiến tranh rồi đâu còn khổ nữa, phải không? Vậy thì nói về tín đồ Phật giáo hòa hảo là cái điều thứ nhất đó là chúng ta cầu cho ông vuông lên ngôi. Mà ông vô lên ngôi đó thì khỏi sâu đi thế đóng mà khỏi có chiến tranh giặc giả gì hết. Minh Vương trị chúng thế giới được bình an. Thành ra bây giờ nói tín đồ Phật giáo hòa hảo là ta tin rằng có ông vua lên ngôi, ông làm vua, ông Phật cũng làm vua. Vậy thì bây giờ lúc này là chúng ta ráng cầu. Rồi cái thứ ba là niệm Phật. Vì niệm Phật để trừ cái vọng niệm. Vì cái tâm của chúng sanh nó bây giờ nó niệm niệm mê làm dữ lắm. Cũng như mình thấy các nhà sư cạo đầu ở chùa tu từ nhỏ lớn cũng như để hàng phục cái vọng tâm để ra một thành Phật cái gì. Nhưng mà mình thấy hồi đó giờ có ông nào thành Phật đâu. Mà chính Đức Thầy nó cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến tu hoài không thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bởi vì tu để hàng phục cái vọng tâm mà không có hàng phục được. Cũng như bây giờ nói đụng chạm chứ bỏ cái nhà nhỏ lại cái chùa lớn. Rồi tiền bạc bây giờ hỏi sư thì bây giờ cả vật chất và tinh thần lo đạo. Còn đại sư gì mà tiền tỷ, tiền đồ không thì mình thấy cái này đâu phải là thực tu. Phải không? Mình nói là đụng chạm nhưng mà đây là có mấy mình nói. Dạ đúng rồi. Lập lại lời Đức Thầy nói, chớ giả dối mà mang sắc áo đó. Mượn bồ đề chuyển hột là người làm cho dân kinh dễ ngạo cường tội lợi ấy. Lực nào dung thứ. Tu mà ham cho được chai to đám bự. Với chúng sanh dân cúng bạc tiền. Dối rằng lo tu bỏ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thả. Vậy thì cái này nó dối tu chứ không phải là thật tu. Nhưng mà mình nói đây để sửa chứ không phải là chê bai sao, nhưng mà cái điều đó là Đức Thầy nói nhắc lại thôi. Vậy thì bây giờ tu phải thiệt, tu thiệt, mà tu thiệt là cái cõi ta bà này là cõi giả tạm. Mà cõi giả tạm thì ta muốn bỏ cái này, ta qua cái cõi kia thì ta phải bỏ cái này mới qua cái kia được. Cũng như bây giờ muốn về cõi tiên thì phải cư trần không có nhiễm. Vì cái cõi ta bà là cõi mê nhiễm, mà bây giờ buông hết thì nó mới nhẹ thành tiên, thành thánh. Còn muốn thành Phật thì bây giờ làm chân chánh là tiên là Phật. Vậy thì bây giờ mà muốn thành Phật thì bây giờ phải buông hết tất cả cái cõi ta bà là cõi giả tạm. Mượn nó để làm cái phương tiện cũng như lấy vắng mà nuôi dài. Vậy thì cái người này khôn tu thiệt. Còn ngặt bây giờ cứ lo bu bu theo nó không. Rồi danh lợi tình nó như nhữ mình, nó là cái miếng mồi đó mà nó lôi cuốn mình từ lý kiếp đến đời giờ đã vô lượng lần. Thì hôm nay được Đức Thầy ông nói rõ ràng cho mình, ông chỉ cho mình, ông kêu mình trở lại. Lui chân ra cõi cho mau, tìm trong lánh đục tổ đầu mới ngoan. Mà ngặt cái này cứ chạy theo nó hoài thì nó dẫn mình đi chứ có gì đâu. Mà từ lý kiếp giờ mình đã vô lượng lần rồi. Thì hôm nay được Đức Thầy lòng vị Phật ổng xuống, ổng nói cái nguyên nhân luân hồi của trong cái đường lục đạo như vậy đó. Thì bây giờ ổng biết mình dừng lại là lui lại, đừng chạy theo nó nữa. Mà chạy theo nó lọt ngoài khơi nữa. Vậy thì hôm nay đó có cái cơ hội này đó. Thì cũng nguyện ở trên Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho toàn thể chư quý vị thân tâm pháp Bồ Đề vững chắc để trở về giáo lý của Đức Thầy, để rồi lập thân, để rồi hưởng cái đời thượng quan.